Xin chào quý vị và các bạn. Rừng rậm Amazon, lá phổi xanh của trái đất, trải rộng qua 9 quốc gia Nam Mỹ, là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại và bí ẩn nhất thế giới. Vùng đất này không chỉ nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và phong phú, nơi sinh sống của hàng triệu loài động thực vật, mà còn ẩn chứa vô số câu chuyện ly kỳ rùng rợn. Trong lòng rừng sâu thẳm, nơi con người hiếm khi đặt chân tới, là nơi những bí ẩn chưa được giải đáp, từ những sinh vật kỳ lạ đến những lời đồn với các bộ lạc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Amazon như một mê cung khổng lồ, đầy những bóng tối huyền bí, thách thức lòng can đảm và trí tò mò của bất kỳ ai dám bước vào vùng đất này. Ngày hôm nay, Lạc Ký Kỳ Thú sẽ cùng các bạn khám phá những bí ẩn rùng rợn ấy. Xin mời! Một, quái thú khổng lồ trong truyền thuyết. Nhiều thế hệ thổ dân Amazon vẫn thường truyền tai nhau về một loài quái vật đi bằng hai chân như người, thân thể phủ đầy lông lá, sống trong những cánh rừng rậm Nam Mỹ. Quái vật này được cho là một sinh vật khổng lồ, giống như con lười, cao trên 6 feet, với lông đỏ và móng vuốt cong, thường phát ra tiếng gào thét và mang theo một mùi hôi thối kinh dị. Sinh vật này thường tránh nước và tránh con người, nhưng nó cũng sẽ dũng cảm bảo vệ lãnh thổ của mình nếu cần thiết. Thậm chí, con quái vật ấy được cho là có bộ lông rất dày và có thể chống đạn, và miệng của nó đủ lớn để ăn bất cứ sinh vật nào nó gặp. Loài sinh vật bí ẩn này được gọi là Mampin Quarry. Chúng được cho là thường lang thang trong rừng rậm Nam Mỹ, xé nát cây cối trong khi đi tìm thức ăn. Những tin đồn về Mampin Quarry nhiều đến mức các nhà khoa học từng đổ xô đến rừng rậm Amazon để tìm kiếm manh mối. Một trong số đó là tiến sĩ David Oren, nhà sinh vật học người Mỹ gốc Brazil, cựu giám đốc viện Goendy. Ông Oren từng dẫn một nhóm thám hiểm vào rừng rậm để tìm kiếm bằng chứng cho những câu chuyện về Mampin Quarry. Kết thúc cuộc tìm kiếm, tiến sĩ nói ông không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mampin Quarry là một loài sinh vật còn tồn tại. Tôi nghĩ rằng truyền thuyết về Mampin Quarry bắt nguồn từ lần cuối cùng con người tiếp xúc với loài sinh vật khổng lồ đó. Những sinh vật được coi là tuyệt chủng vẫn có thể sống sót sau hàng trăm năm. Nhưng Mampin Quarry thì tôi không chắc. Ông Oren nói trên New York Times, các nhà khảo cổ từng tìm thấy hóa thạch có niên đại cách đây 11.000 năm về Megatherium, một trong những loài động vật có vú lớn nhất trên trái đất. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện những người đầu tiên sống trong hang động, hàng ngày đi săn bắn và hái lượm. Rất có thể Mampin Quarry là sinh vật giả tưởng do người xưa kể lại về những lần chạm trán Megatherium. Thậm chí, các nhà khảo cổ còn cho rằng sự trỗi dậy của con người là nguyên nhân những sinh vật to lớn như Megatherium tuyệt chủng tồn tại ở Bắc và Nam Mỹ từ 2,6 triệu năm trước cho đến 10.000 năm trước. Megatherium có hình dạng giống như con lười ngày nay, nhưng lại to lớn khổng lồ như voi. Ngày nay, vẫn còn nhiều người bản địa Amazon tin rằng Megatherium vẫn còn tồn tại. Lucas Caritiana, một thành viên của bộ tộc Caritiana ở Brazil, khẳng định con trai ông đã nhìn thấy loài sinh vật khổng lồ này và may mắn trốn thoát. Chúng to lớn và khỏe đến mức dễ dàng quật nát những cây cối xung quanh. 2. Bộ lạc rùng rợn phân xác người ngoài để nghiên cứu nội tạng của chính mình. Có một bộ lạc tại Amazon từ chối mọi liên hệ với nền văn minh, quyết liệt bảo vệ lãnh thổ hoang dã của mình và hình phạt cho những ai đi lạc vào lãnh thổ của họ có thể là rất kinh hoàng. Bộ lạc Amazon bị cô lập này đã phân xác một người đàn ông chỉ vì bước vào lãnh thổ của họ. Được biết, nhà sinh thái học Paul Rosselli thường tổ chức các chuyến đi đến khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Nhưng ông cũng cảnh báo về mối nguy hiểm khi chọc giận các bộ tộc bí ẩn. Ông cho biết, những cộng đồng xa xôi này sợ người ngoài và sẽ giết người lạ ngay khi nhìn thấy. Paul kể lại với podcaster Julian Doray về việc một người đàn ông làm việc cho một công ty khai thác gỗ trong khu vực đã bị những bộ lạc mang dợ tấn công và xé xác theo đúng nghĩa đen sau khi đuổi theo anh ta trong rừng. Một người địa phương tên là Victor đã kể câu chuyện rằng em gái của Victor và anh rể của anh ta bị những người trong bộ tộc dồn vào chân tường. Họ không thể trốn thoát. Thi thể bị cắt xẻo khủng khiếp của anh rể sau đó được tìm thấy trên một bãi biển. Paul bày tỏ anh ấy bị mổ bụng, họ cắt bỏ vùng kín, họ cắt cánh tay của anh ấy và họ mổ bụng để xem anh ấy đang ăn gì. Paul giải thích rằng, đối với những người trong bộ tộc, những người bên ngoài được coi là kỳ lạ và khác biệt đến mức anh rể của Victor được coi gần như là một mẫu vật khoa học. Chúng ta xa lạ với họ, họ không hiểu chúng ta, nên họ đã moi ruột anh ta như một con cá vì tò mò. Ở đó không có luật. Paul nói,
và ngay khi những người trong bộ lạc nhìn thấy anh rể của Victor, họ phóng một loạt mũi tên. Họ bắn vào chân anh ấy và bắt đầu la hét xung trận để chạy ra khỏi rừng. Theo lời kể, người đàn ông xấu số biết mình sẽ không chạy đủ nhanh để đến được sông nên anh ấy bảo vợ cứ chạy đi. Người vợ đã cố gắng chạy và nhảy xuống sông rồi trôi xuôi theo sông Amazon. Mặc dù những người trong bộ lạc đã sát hại dã man anh rể của Victor, nhưng họ không thể bị phán xét theo luật lệ. Paul chia sẻ, bà thực sự không thể đổ lỗi cho những người này vì loại hành động này, bởi vì họ đến từ những thời điểm mà họ bị đàn áp rất nhiều. Ông bà nói với cháu của họ rằng, nếu ông nhận được thứ gì từ tôi trước khi tôi chết, hãy nhớ rằng nếu những người bên ngoài đó đến được với ông thì ông sẽ chết, vì vậy hãy giết họ trước. Các bộ lạc có vẻ khá nhỏ, có lẽ chỉ với 30 hoặc là 40 người, nhưng quy mô thực sự của các cộng đồng này vẫn chưa được biết, bởi mọi thứ đều ở dưới rừng và Amazon là nơi che giấu mọi điều mà chúng ta chưa thể khám phá hết. Bà, rắn khổng lồ. Có nhiều truyền thuyết về rắn khổng lồ ở Amazon, và thực sự là những bộ lạc bản địa từ lâu đã tuyên bố rằng con rắn rừng này có kích thước đáng kinh ngạc, lên tới 37-50m, rộng tới 1,8m. Những câu chuyện về những con rắn khổng lồ cũng được xuất hiện liên tục trong những huyền thoại và truyền thuyết của người dân địa phương. Và có những bức tranh và tranh khắc cổ xưa của người Maya miêu tả những con rắn khổng lồ lớn hơn bất cứ thứ gì đã biết. Các con rắn từ lâu được cho là tự giấu mình dưới nước, chỉ xuất hiện khi tìm thấy con mồi. Thế nhưng trên thực tế thì ở Amazon vẫn đang tồn tại một loài rắn khổng lồ. Nếu ai đã xem bộ phim Anaconda, chắc hẳn không còn lạ gì với loài rắn hạng khủng, ai nhìn cũng phải rùng mình sợ hãi. Anaconda là loại rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Loài được biết đến lớn nhất của khu vực là Anaconda màu xanh lá cây. Chúng có lối sống lưỡng cư, nhưng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Loài chân này chủ yếu sống trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Anaconda có thể bơi với vận tốc đạt 20 km/h và có thể ở dưới nước trong tối đa 20 phút. Giống như các loài rắn khác, chúng thường xuyên lột xác. Anaconda cái đẻ con. Chúng có thể đẻ từ 10 đến 50 con non mỗi lứa, kỷ lục là 100 con non. Anaconda sơ sinh dài khoảng 75cm và nặng khoảng 250g. Anaconda có thể sống tự lập ngay lập tức và rời mẹ chỉ vài giờ sau khi được sinh ra. Chân Anaconda di chuyển khá chậm nên chúng thường dựa vào khả năng tàng hình và các đòn tấn công bất ngờ để bắt được con mồi. Không có quá nhiều kẻ thù, một con Anaconda có thể dễ dàng vượt qua cột mốc 10 đến 12 năm tuổi thọ trong tự nhiên. Còn trong môi trường nuôi nhốt, con số ấy sẽ lên tới 30 năm. Con chăn Anaconda trưởng thành có thể dài tới 9 mét và nặng 550kg. Chăn Anaconda di chuyển chậm, sống đơn độc nhưng lại rất hung tàn với những đòn tấn công đột ngột khiến con mồi không thể chạy thoát. Khi xuống nước, món ăn chúng ưa thích nhất chính là một loài hung hãn khác, đó là cá sấu. Người ta chứng kiến những cuộc đấu sinh tử của chăn Anaconda với cá sấu và bao giờ phần thắng cũng thuộc về Anaconda. Chúng dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn ghim vào cơ thể cá sấu giữ chặt, không cho con mồi thoát ra ngoài. Sau đó mới dùng toàn bộ cơ thể quấn vòng con mồi, siết lại cho tan nát xương cốt. Loài chăn Anaconda tiêu hóa khá chậm nên chúng có thể nhịn đói được một thời gian dài, chừng một tuần mới đi tìm nạn nhân khác. 4. Nhện khổng lồ. Không kém cạnh gì so với những con rắn khổng lồ trong rừng là loài nhện khổng lồ. Amazon đã có những báo cáo dài về loài nhện khổng lồ được cho là có chân dài bằng kích thước chân của một con chó lớn và có nọc độc mạnh có thể giết chết cả những động vật lớn như là ngựa. Các bộ lạc địa phương cho rằng những con nhện này sống trong các mạng lưới đường hầm dưới lòng đất, mở ra thành những cái bẫy trên sàn rừng. Từ đó chúng leo lên để săn bắt bất cứ thứ gì chúng có thể bắt được, kể cả là con người. Những tin đồn về loài nhện khổng lồ này đã khiến một số nhà khoa học đi sâu vào rừng mưa cùng với nỗ lực ghi lại chúng. Trong năm 2008, chương trình truyền hình Monster Quest đã gửi một nhóm chuyên gia Tarantula Rixi West cùng với hướng dẫn viên Amazon Juan Carlos Ramirez đến vùng hoang vu xa xôi của Venezuela, gần biên giới Colombian, dọc theo sông Orinoco, đến một khu vực dày đặc và họ đã tìm thấy giống nhện lông lớn khủng khiếp. Đó là giống nhện ăn thịt Goliath Nam Mỹ. Nhện ăn chim Goliath là loài nhện có kích thước lớn bậc nhất trên thế giới. Với vẻ ngoài to đến mức đáng sợ, loài nhện này có thể ăn chuột và chim. Chúng sở hữu nọc độc khiến con mồi tê liệt chỉ trong giây lát.
Một con nhện Goliath, cỡ lớn, có thể nặng gần 200 gram và sở hữu sải chân lên tới 28-30cm, đủ để che phủ cả khuôn mặt con người. Kích cỡ của loài nhện này gần ngang ngửa với nhện khổng lồ Tarantula. Nhưng khác nhau ở chỗ nhện Goliath sở hữu nọc độc là mối đe dọa nguy hiểm của một số loài. Chúng sở hữu những chiếc răng nanh dài lên tới 2,5cm, chứa đầy nọc độc cực mạnh đủ gây chết con mồi trong vài giây. Cách chúng tiêu hóa thức ăn cũng thực sự kinh dị. Nhện Goliath không thể ăn trực tiếp con mồi, nên chúng dùng răng để tiêm trực tiếp chất độc vào cơ thể mồi nhằm làm lỏng thịt và cơ quan nội tạng của chúng, rồi từ từ hấp thụ. Theo khoa học, tuổi thọ của loài nhện cái Goliath có thể kéo dài đến tận 25 năm, trong khi nhện đực có tuổi thọ trung bình từ 3 đến 6 năm. 5. Cá Piranha. Có hơn 30 loại cá piranha sinh sống ở lưu vực sông Amazon. Hầu hết cá piranha đều được coi là ác quỷ dưới nước khát máu. Tuy chỉ có chiều dài khoảng 20cm, nhưng chúng có bộ răng nanh sắc nhọn như răng cưa, lực cắn mạnh và đặc tính sống theo bầy đàn. Chính những điều này đã khiến chúng trở thành một trong những kẻ săn mồi hàng đầu ở lưu vực sông Amazon. Cá piranha có thể dễ dàng cắn thủng hộp nhôm 5 lớp và có thể để lại dấu răng trên xương bò siêu cứng. Nơi nào có đàn cá piranha là nơi đó có bầu không khí đáng sợ. Hàm dưới của cá piranha với những chiếc răng sắc nhọn như dao nhô ra phía trước, ăn khớp với hàm trên tạo thành hình máy chém. Khi cắn, hàm răng này có thể nhanh chóng cắn đứt tất cả cơ bắp của con mồi. Một số loài cá piranha có hai hàng răng song song ở hàm trên và chỉ có 6 chiếc răng lớn nhô ra bên ngoài, nhưng có 7 chiếc răng nanh ẩn bên trong. Giống như hầu hết các loài cá, cá piranha không nhai và có thể cắn đứt một miếng thịt vuông 3cm trong một lần cắn. Với khả năng nuốt nhanh của mình, cá piranha có thể dễ dàng ăn thịt con mồi lớn hơn chúng hàng chục hoặc là hàng trăm lần. Chỉ mất khoảng hơn 10 phút, một đàn cá hổ có thể biến con mồi của mình trở thành một bộ xương trắng. Cá piranha rất nhạy cảm với máu, mùi tanh và mùi ôi thiêu, bởi vì phía trên miệng cá có lỗ mũi cấu tạo từ mô màng nhầy. Vì vậy, khi có máu hoặc xác thối trong nước, cá piranha sẽ luôn là loài đầu tiên chú ý. Tiếng xấu của chúng một phần bắt nguồn từ chuyến đi tới Amazon của Tổng thống Theodore Roosevelt, người mô tả đây là loài cá đáng sợ nhất thế giới. Trong cuốn sách của ông, theo Life Science, dù sở hữu hàm răng sắc như dao, loài cá nước ngọt này có thực sự đáng sợ như chúng ta nghĩ và chúng có thể ăn thịt con mồi nhanh tới đâu. Nhiều loài cá piranha là động vật ăn tạp. Theo Christine Zenza, quản lý hành vi và phúc lợi ở thủy cung Audubon tại New Orleans. Ví dụ, cá piranha bụng đỏ Picocentrus natillari thường gắn liền với những cuộc tấn công nhằm vào con người, có xu hướng ăn cá, loài giáp xác, côn trùng, thực vật, quả, hạt. Nhưng một số cá thể thuộc loài này cũng được phát hiện với xác chim, rắn và động vật có vú nhỏ trong bụng. Cá piranha bụng đỏ ăn tạp, trong khi các loài cá như Tabaqui, Colossoma, Macropromum, họ hàng gần của cá piranha, chỉ ăn thực vật. Cá piranha sống theo đàn từ 10 tới 100 con, vì mục đích bảo vệ hơn là đi săn. Theo Zenza, vị trí của chúng trong chuỗi thức ăn là cả động vật săn mồi và con mồi. Giống như nhiều động vật khác, cá piranha có thể trở nên hung dữ nếu nguồn cung cấp thức ăn ít đi. Cá piranha có kẻ thù tự nhiên, bao gồm cá sấu, caiman đen. Tuy nhiên, có một thực tế là hầu hết các loài cá piranha sẽ không khát máu như truyền thuyết nói. Thậm chí có một số loài cá piranha chỉ ăn chay. Chúng hứng thú hơn với những quả dại chín mọng nổi trên mặt nước. Hàm răng sắc nhọn còn có thể nghiền nát các loại hạt quả. Đồng thời cá piranha cũng là loài ăn xác thối, có vai trò rất lớn trong việc dọn dẹp xác của các loài động vật dưới sông. Ngày nay, nhiều người vẫn nuôi cá piranha như một loài cá cảnh, nhưng vì lý do an toàn, việc nuôi cá piranha trong bể cá vẫn được coi là vô cùng nguy hiểm. Không nên thử, và cá piranha là loài ngoại lai, dễ gây sát thương cho con người và gây hại với các hệ sinh thái bản địa. Cá piranha mặc dù có cái tên kinh khủng nhưng chúng cũng có mặt tích cực. Chúng có thể giúp dọn xác động vật chết trên sông và làm sạch nước. Một số cá piranha chỉ ăn trái cây, có thể mang hạt đến khu vực khác, bén rễ và nảy mầm và thúc đẩy đa dạng loài. Ngoài ra, thịt của cá piranha cũng ăn rất ngon, ngon hơn hầu hết các loại cá. Do đó, người dân địa phương thích bắt chúng về để làm bữa tối. Thổ dân còn dùng răng cá piranha để làm cung tên, dao, thậm chí là dụng cụ cắt tóc. 6. Ếch phi tiêu độc.
ếch phi tiêu độc là một nhóm các loài ếch trong họ Dendrobatidae, chuyên sống ở Trung và Nam Mỹ. Không giống hầu hết các loài ếch, các loài này hoạt động ban ngày và thường có thân màu rực rỡ. Sở dĩ chúng có tên như vậy vì nọc độc của chúng được thổ dân da đỏ sử dụng để tẩm vào phi tiêu khi săn bắn. Sát thủ sở hữu nọc độc mạnh nhất trong họ này chính là ếch phi tiêu vàng ở Colombia với kích thước chỉ có 5cm. Da của chúng tiết ra batrachotoxin, một loại chất độc khiến hệ thần kinh bị tê liệt, gây tê liệt các cơ và dẫn đến tử vong. Nọc của một con ếch phi tiêu vàng có thể giết chết gần 20 người đàn ông khỏe mạnh hoặc thậm chí là hai con voi đực châu Phi. Mặc dù tất cả các loài trong họ Dendrobatidae hoang dã ít nhất phần nào có độc, mức độ độc tính thay đổi đáng kể từ loài này sang loài khác và từ nhóm này sang nhóm khác. Nhiều loài đang cực kỳ nguy cấp. Những động vật lưỡng cư này thường được gọi là ếch phi tiêu do dân bản xứ da đỏ sử dụng các chất tiết độc của da các loài ếch này để tẩm độc đầu mũi phi tiêu thổi. Loài ếch này có bề ngoài khá rực rỡ và bắt mắt, tuy nhiên đừng để vẻ bắt mắt đó đánh lừa, bởi vì chỉ cần một va chạm nhỏ với da của chúng, tim người có thể ngừng đập nhanh chóng. So với các loài ếch phi tiêu khác như là ếch phi tiêu đen hay là ếch phi tiêu nhị sắc, ếch phi tiêu đập Coque thì độc tính của ếch phi tiêu vàng gấp rất nhiều lần. Điều đáng sợ hơn, nọc độc của chúng có thể tồn tại tới 1 năm. Nếu lỡ tay chạm vào chúng, điều đó không có nghĩa là bạn có thể bị chúng độc qua da, bởi vì chúng chỉ bài tiết chất độc qua da khi cảm thấy bị đe dọa. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà có thể chạm vào chúng thoải mái. Tuy là loài ếch bé nhỏ có nọc độc có thể giết chết cả voi, nhưng tổ tiên của chúng sống cách đây 40-45 triệu năm lại không hề có độc. Sở dĩ có thể tiết nọc độc là do chúng ăn vào các sinh vật có độc tính. 7. Ma chó bí ẩn. Theo New York Times, ẩn sâu trong rừng mưa Amazon có loài động vật có vú vô cùng bí ẩn và rất khó phát hiện. Các chuyên gia gọi đó là sự nhút nhát, hay thậm chí còn so sánh chúng với những bóng ma. Nhưng đó chỉ là một loại chó. Chó tai ngắn là loài duy nhất của chi Acelucinus và chúng chỉ tồn tại trong những cánh rừng nhiệt đới ở khu vực Amazon. Trong một nghiên cứu được công bố tháng trước trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, 50 nhà nghiên cứu đã bắt đầu thu thập được những thông tin quý giá về loại vật này. Bằng cách phân tích dữ liệu lấy từ một mạng lưới rộng lớn các bẫy ảnh, bằng cách lập bản đồ phạm vi phân bố của loài, cũng như xác định môi trường sống ưa thích của chúng, các nhà khoa học hy vọng có thể bảo vệ chúng khỏi sự tuyệt chủng. Ông Daniel Rocha, sinh viên tốt nghiệp Đại học California Davis, tác giả chính của nghiên cứu, bắt đầu quan tâm đến loài vật bí ẩn này vào năm 2015 khi làm việc tại khu vực phía nam rừng Amazon. Ông Rocha và các đồng nghiệp đã đặt bẫy ảnh để nghiên cứu các loài động vật có vú ở địa phương. Khi nhìn qua dữ liệu thu thập được, những con chó xuất hiện với đôi tai ngắn và lông mày nhíu lại, cứ như là chúng ngạc nhiên khi bị chụp ảnh. Ông Rocha cũng rất ngạc nhiên trước những hình ảnh này. Nhiều người dân địa phương, những người thường xuyên đi rừng cũng cho biết là họ rất ít khi nhìn thấy chúng và cho rằng chúng là loài vật quý hiếm. Bản thân ông Rocha, người dành nhiều năm nghiên cứu loại này, cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt cá thể nào trong rừng. Ông Carlos Perez, giáo sư sinh thái học tại Đại học East Anglia, người đóng góp vào nghiên cứu, đã khám phá rừng Amazon trong vòng 40 năm qua. Lần đầu nhất mà ông nhìn thấy loài chó tai ngắn chỉ kéo dài khoảng 20 giây khi một cá thể đang đuổi theo một con chuột gai. 8. Entochi, linh hồn bảo vệ rừng già. Nếu như người Á Đông có truyền thuyết về những vị thần rừng thì với thổ dân Amazon lại tôn thờ, kính sợ Entochi, linh hồn của rừng núi. Trong truyền thuyết, Entochi không hình không dáng, đó là linh hồn của những người đã qua đời trong rừng rậm. Entochi bảo vệ rừng núi và sẽ trừng phạt tất cả những ai có ý định phá hoại rừng. Người ta kể lại rằng Entochi hiện diện bằng những tiếng huýt sáo liên tục và to dần, chỉ xuất hiện ở nơi có kẻ phá hoại rừng mà thôi. Nếu những kẻ này huýt sáo bắt chước lại, Entochi sẽ xuất hiện và giết chết chúng. Entochi quyết định ai sống ai chết dựa trên sự tôn trọng cá nhân của họ đối với thiên nhiên và rừng Amazon. Nếu bạn tôn trọng Amazon trong chuyến thăm của mình, Entochi sẽ chỉ đơn giản là hù khiến bạn sợ hãi, chứ không gây nguy hiểm gì cho bạn. Tuy nhiên, những người có ý định xâm phạm đến khu rừng nhất định sẽ phải đối mặt với án tử. Mặc dù chỉ là một câu chuyện thần thoại, Entochi vẫn được coi trọng và nhiều người vẫn tin linh hồn này có thật. 9. Buffalo, Colorado.
cá heo hồng biết biến hình đi hãm hại các cô gái. Không chỉ thực vật mà những loài động vật cư trú ở trong rừng Amazon cũng mang nhiều truyền thuyết kỳ bí hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng. Trong thổ ngữ Amazon, cá heo hồng được gọi là Buffalo Colorado. Xung quanh Buffalo Colorado có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó, Buffalo Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai, quyến rũ. Anh ta sử dụng vẻ ngoài đó để mà dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ tình dục với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai và đẻ ra một con cá heo màu hồng. Cách duy nhất để bóc trần Buffalo Colorado đó là lừa và đẩy anh ta ngã từ trên cao xuống đất. Khi đó, Buffalo Colorado sẽ hiện nguyên hình là một con cá heo hồng và không thể làm hại các cô gái nữa. Cá heo sông Amazon có màu da và vẻ ngoài khác biệt với các loài cá heo khác. Lý do chính xác cho điều này vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng nó được cho là do sự kết hợp của các yếu tố di truyền, chế độ ăn uống và môi trường. Một lý do giải thích cho màu hồng ở loài cá heo này là do chế độ ăn uống của chúng chứa nhiều carotenoid, một sắc tố hữu cơ có trong cá và động vật giáp xác mà chúng ăn. Carotenoid được biết đến góp phần tạo nên màu hồng và cam của một số loài chim như là hồng hạc, cá và bò sát. Vì vậy, có khả năng cơ chế tương tự cũng chịu trách nhiệm tạo ra màu hồng ở cá heo. Ngoài ra, sự kết hợp giữa di truyền và các yếu tố môi trường có thể đóng một vai trò nào đó. Một số nghiên cứu cho rằng màu hồng có thể liên quan đến độ dày của da. Điều này có thể ảnh hưởng đến lượng máu chảy qua da, cũng có thể hormone, căng thẳng hoặc là các yếu tố khác có thể đóng một vai trò trong màu sắc của cá heo sông Amazon. Để bảo vệ cá heo hồng, loài cá heo sông lớn nhất thế giới, các nhà khoa học đang nỗ lực để giải mã bí ẩn về cuộc sống, về môi trường sống của chúng trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và con người. 10. Latanrilla, chim tạo bổ yêu. Sống ven bờ sông trung tâm Guatemala và phía bắc Brazil, loài vạc nhiệt đới có đôi chân dài. Latanrilla được mệnh danh là chim phù thủy. Sở dĩ như vậy vì xương chân của Latanrilla có thể sử dụng làm bùa yêu. Cụ thể, để khai thác sức mạnh của loài vạc này, người ta sẽ giết chúng, chôn dưới đất tới khi nào thịt mục nát và bị phân hủy hết. Sau đó, xương chân bên phải của loài này được lấy lên, vậy là đã có một chiếc bùa yêu hoàn chỉnh. Người sở hữu bùa yêu Latanrilla sẽ bạch chiến bạch thắng trong tình trường. Vì cấu trúc xương rỗng nên khi được đào lên, người ta sẽ dùng xương chân này làm ống nhòm và nhìn vào đối tượng mình hướng tới. Sau đó, về nhà ẩn mình 12 giờ đồng hồ và không gặp ai. Chắc chắn, bạn sẽ giành được con tim người ấy. Ngược lại, nếu sử dụng xương chân trái của Latanrilla và lặp lại quá trình tương tự, người bị bạn nhìn sẽ gặp phải những điều không may mắn trong tình yêu. Rừng Amazon với sự hoang dã vô tận và những điều rùng rợn đáng sợ luôn là một biểu tượng của bí ẩn và sức mạnh thiên nhiên. Từ những dòng sông đầy rẫy cá piranha hung tợn, những con rắn anaconda khổng lồ cho đến những bộ lạc sống cô lập với thế giới hiện đại, Amazon ẩn chứa vô vàn nguy hiểm đối với bất kỳ ai dám thách thức nó. Tuy nhiên, chặt phá rừng, biến đổi khí hậu và nạn săn bắn trái phép đang đe dọa sự tồn tại của khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới này. Giữa bóng tối và vẻ đẹp hoang dã của Amazon, con người đang đứng trước một nhiệm vụ cấp bách: bảo vệ và gìn giữ khu rừng huyền thoại này trước khi những bí ẩn cuối cùng của nó bị vùi lấp mãi mãi. Và video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Đừng quên ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!